núi Tô Mê Lô lớn, núi Luân Vi lớn, và các núi nhỏ khác vạn vật trong đại địa ở thế giới ba lần ngàn nát ra như cám, muốn dùng một ngón tay ngăn sức gió ấy, khiến ngưng ngay không khởi, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn một lần ngồi kiết già đầy cả hư không trong thế giới ba lần ngàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng một sợi đông buộc núi Tô Mê Lô lớn, núi Luân Vi lớn, và các núi nhỏ khác vạn vật trong đại địa, trong thế giới ba lần ngàn, ném qua vô lượng vô số vô biên thế giới phương khác mà không tổn hại các loài hữu tình, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng một món ăn, một đóa hoa, một nén hương, một cái tràng, một cái lọng, một cái phan, một cái chướng, một ngọn đèn, một chiếc áo, một bản nhạc hay, vân vân, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng đệ tử trong vô số thế giới ở mười phương một cách đầy đủ, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn cùng an lập các loài hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương, khiến họ trụ vào nhóm giới, hoặc nhóm định, hoặc nhóm huệ, hoặc nhóm giải thoát, hoặc nhóm giải thoát tri kiến, hoặc trụ vào quả dự lưu, hoặc trụ vào quả nhất lai, hoặc trụ vào quả bất hoàn, hoặc trụ vào quả A-la-hán, hoặc trụ quả vị độc giác, cho đến hoặc khiến nhập cảnh giới vô dư y niết bàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng biết như thật, bố thí như vậy thì được quả báo lớn, gọi là biết như thật. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Sát Đế Lợi. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Bà La Môn. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Trường Già. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Cư Sĩ. Bố thí như vậy thì được sanh vào các cảnh trời của cõi Tứ Đại Thiên Vương, hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời Dạ Ma, hoặc sanh vào cõi trời Đồ Sử Đa, hoặc sanh vào cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại. Do bố thí ấy mà được sơ thiền, hoặc đệ nhị thiền, hoặc đệ tam thiền, hoặc đệ tứ thiền. Do bố thí ấy mà được định không vô biên xứ, hoặc định thức vô biên xứ, hoặc định vô sở hữu xứ, hoặc định phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Do bố thí ấy mà được 37 pháp phần Bồ Đề. Do bố thí ấy mà được 3 môn giải thoát. Do bố thí ấy mà được 8 giải thoát, hoặc 8 thắng xứ, hoặc 9 định liên tục, hoặc 10 biến xứ. Do bố thí ấy mà được pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Do bố thí ấy mà được lìa phiền não, nhập niết bàn của Bồ Tát. Do bố thí ấy mà được bậc cực hỷ, hoặc bậc ly cấu, hoặc bậc phát quang, hoặc bậc diệm tuệ, hoặc bậc cực nan thắng, hoặc bậc hiện tiền, hoặc bậc viễn hành, hoặc bậc bất động, hoặc bậc thiện tuệ, hoặc bậc pháp vân. Do bố thí ấy mà được 5 thứ mắt Phật, hoặc 6 phép thần thông. Do bố thí ấy mà được 10 lực Phật, hoặc 4 điều không sợ, hoặc 4 hiểu biết không chướng ngại, hoặc 18 pháp chỉ Phật riêng có, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Do bố thí ấy mà được 32 tướng của bậc đại trượng phu, hoặc 80 vẻ đẹp kèm theo. Do bố thí ấy mà được pháp không quên mất, hoặc thường trụ trong tánh xả. Do bố thí ấy mà được trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, hoặc trí biết tất cả tướng. Do bố thí ấy mà được quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả độc giác Bồ Đề, hoặc được quả vị giác ngộ cao tột, và có khả năng biết như thật, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ, được quả báo lớn cũng như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn
Tấn Ba La Mật Đa khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ An Nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tinh Tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố Thí Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện An Nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ An Nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện An Nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tinh Tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện An Nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện An Nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện An Nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố Thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện An Nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Giới Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tinh Tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố Thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ An Nhẫn Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố Thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ An Nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tinh Tấn Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện Bát Nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện Bát Nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bố Thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện Bát Nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện Bát Nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ An Nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện Bát Nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tinh Tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện Bát Nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng biết như thật, bố thí tịnh giới, An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã như thế, và do dùng phương tiện khéo léo mà hoàn thành đầy đủ bố thí tịnh giới, An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng biết như thật. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa thì hiểu thấu tất cả người cho, kẻ nhận, vật cho đều không thể nắm bắt được. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí tịnh giới, An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa thì hiểu thấu tất cả tướng phạm, không phạm đều không thể nắm bắt được. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới, An Nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, Bố Thí Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành An Nhẫn Ba La Mật Đa thì hiểu thấu tất cả tướng động, không động đều không thể nắm bắt được. Khéo léo
dùng phương tiện an nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, bố thí, tịnh giới, ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành tinh tấn ba la mật đa thì hiểu thấu tất cả thân tâm siêng lười đều không thể nắm bắt được. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành tịnh lự ba la mật đa thì hiểu thấu tất cả có thiền vị, không thiền vị đều không thể nắm bắt được. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự, bát nhã, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa thì hiểu thấu tánh tướng của các pháp đều không thể nắm bắt được. Khéo léo dùng phương tiện bát nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bát nhã, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn có được công đức của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đạt đến khắp bờ giác các pháp hữu vi vô vi thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đạt đến tột cùng thật tế của các pháp chân như, pháp giới, pháp tánh vô sanh trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm người hướng dẫn cho tất cả thanh văn độc giác thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm thị giả thân cận cho chư Phật thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm bà con thân thích với chư Phật thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời đông đủ bà con thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thường làm bà con với Bồ Tát thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thân được thanh tịnh để kham nhận sự cung kính cúng dường của thế gian thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn xua đuổi chế phục các tâm san tham thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn vĩnh viễn không khỏi các tâm phạm giới thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trừ khử vĩnh viễn các tâm tức giận thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn vĩnh viễn xả bỏ các tâm lười biếng thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn vĩnh viễn lặng dứt các tâm tán loạn thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn vĩnh viễn xa lìa các tâm thông minh ác độc thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn an lập hết tất cả hữu tình đối với việc làm phước mang tính bố thí, việc làm phước mang tính giữ giới, việc làm phước mang tính tu hành, việc làm phước cúng dường hầu hạ và việc làm phước có quy y thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được 5 loại mắt, đó là mắt phàm, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật thì nên học bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn dùng mắt trời chiêm ngưỡng khắp tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô số thế giới chư Phật ở mười phương thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng tai trời nghe hết lời nói pháp của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô số thế giới chư Phật ở mười phương thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn biết như thật các pháp tâm, tâm sở của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô số thế giới ở mười phương thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được nghe chánh pháp nơi các cõi Phật trong vô số thế giới chư Phật ở mười phương, thường không lười bỏ làm theo pháp đã nghe cho đến khi đạt được quả vị giác ngộ cao tột mà không quên mất thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thấy các cõi Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai trong mười phương thế giới thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn cho các vị thanh văn đã nghe hoặc chưa nghe đều có thể thông đạt được nghĩa thú sâu xa của tất cả khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, bổn sự, bổn danh, phương quảng, hy pháp, thí dụ, luận nghị mà chư Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên học bát nhã ba la mật đa.
Nếu Đại Bồ Tát muốn tự thọ trì, đọc tụng thông suốt, hiểu thấu nghĩa thú và truyền bá cho kẻ khác những pháp môn mà chư Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn tự mình tu hành đúng như lời Phật dạy và có thể khuyên người khác tu hành đúng như lời Phật dạy trong các pháp môn mà chư Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm ánh sáng chiếu rọi ở vô số cõi u minh trong mười phương và ở trong tất cả thế giới, nơi mà ánh sáng mặt trời mặt trăng không chiếu tới được, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu trong vô số thế giới tối tăm ngu muội ở mười phương có loài hữu tình tà kiến rất mạnh, không tin việc làm ác, không tin việc làm lành, không tin quả báo của việc làm ác, việc làm lành, không tin đời trước, không tin đời sau, không tin khổ đế, không tin tập đế, không tin diệt đế, không tin đạo đế, không tin các việc làm bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, vân vân, thường thu hoạch kết quả thế gian, ngoài thế gian, không nghe tên Phật, tên Pháp, tên Tăng, Bồ Tát muốn phương tiện khai hóa, khiến cho họ phát khởi chánh kiến, nghe tên Tam Bảo, hoan hỷ, tin theo, bỏ các việc ác, tu các việc lành, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến cho hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm nói được, người điên được tỉnh, người loạn được định, người nghèo được giàu, người không y phục được y phục, người đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được lành, người xấu được đẹp, người tàn tật được lành lặn, người thiếu giác quan được đầy đủ, người sầu muộn được tỉnh ngộ, người mỏi mệt được khỏe khoắn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, đem lòng thương đối đãi nhau như cha, như mẹ, như anh, như em, như chị, như em, như bạn bè, như bà con, không chống đối hãm hại nhau, làm việc lợi ích an vui cho nhau, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, ai đang ở chốn ác đều thoát chốn ác, sanh về chốn lành, ai ở chỗ lành thì luôn ở chỗ lành, không đọa vào chỗ ác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, ai quen làm việc ác thì tu theo việc thiện, không chán nản mỏi mệt, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, những ai phạm giới đều trụ trong nhóm giới, những ai tán loạn đều trụ trong nhóm định, những ai ngu si đều trụ trong nhóm tuệ, những ai chưa được giải thoát đều trụ trong nhóm giải thoát, những ai chưa được giải thoát tri kiến đều trụ trong nhóm giải thoát tri kiến, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng thần lực mình, ai chưa thấy được chân lý, thấy được chân lý, trụ quả dự lưu hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc chứng được quả A-la-hán, hoặc chứng được quả vị độc giác bồ đề, hoặc cho đến chứng được quả vị giác ngộ cao tột, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn học oai nghi thủ thắng của chư Phật, khiến cho hữu tình xem thấy không chán, dứt tất cả ác, sinh tất cả thiện, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta nói pháp cho chúng sanh, dung nghi cũng nghiêm nghị như voi chúa nhìn, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào nghiệp thân ngữ ý của ta cũng đều được thanh tịnh, theo trí tuệ mà thực hành, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào chân ta cũng không đạp đất, cách đất khoảng 4 ngón tay, tự tại mà đi, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sẽ được vô lượng trăm ngàn vô số các trời trong cõi tứ đại thiên vương, trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại,
trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh, và các thần rồng đều cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, hướng dẫn tùy tùng đến vây quanh cây Bồ Đề. Và vị Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sẽ được vô lượng trăm ngàn vô số các trời trong cõi tứ đại thiên vương, cho đến trời sắc cứu cánh và các thần rồng ở dưới cội Bồ Đề, dùng ý báu làm tòa, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta ở dưới cây Bồ Đề ngồi kiết già, lấy tay được trang nghiêm bởi các tướng tốt, vỗ xuống đất khiến cho địa thần nơi ấy và các quyến thuộc cùng lúc vụt hiện lên làm chứng, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta ngồi tại cây Bồ Đề hàng phục chúng ma, chứng được quả vị giác ngộ cao tột, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta chứng được quả vị giác ngộ cao tột rồi, tùy theo địa phương đi đứng nằm ngồi, đỉnh đạt tự tại. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào là ngày ta bỏ ngôi vua xuất gia, ngay khi thành quả vị giác ngộ cao tột thì cũng ngay trong ngày ấy trở lại chuyển bánh xe pháp mầu nhiệm, liền khiến vô lượng vô số hữu tình vĩnh viễn xa lìa trần cấu, phát sinh mắt pháp thanh tịnh, lại khiến vô lượng vô số hữu tình vĩnh viễn trừ hết các lậu, tâm tuệ giải thoát, cũng khiến vô lượng vô số hữu tình đều ở quả vị giác ngộ cao tột, được không thối chuyển. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sẽ được quả vị giác ngộ cao tột, vô lượng vô số thanh văn Bồ Tát là chúng đệ tử, một lần thuyết pháp mà vô lượng vô số các loài hữu tình không rời chỗ ngồi, cùng lúc chứng được quả A-la-hán, vô lượng vô số các loài hữu tình không rời chỗ ngồi, cùng ở quả vị giác ngộ cao tột, được không thối chuyển. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sống lâu vô tận, thân có vô lượng vô biên hào quang, tướng tốt trang nghiêm, người xem không nhàm chán, lúc đi tuy có ngàn cảnh hoa sen tự nhiên nhô lên đỡ bước chân đi, nhưng trên đất vẫn hiện ngàn vòng tròn. Khi cất bước đi, đại địa chấn động nhưng không làm nhiễu loạn các loại hữu tình sống trên đất. Khi muốn quay lui, toàn thân đều chuyển, chỗ chân dẫm đến cỏ đều rạp xuống như bánh xe qua, đất cũng chuyển theo. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào các bộ phận trong toàn thân đều phóng vô lượng vô số hào quang chiếu khắp vô biên thế giới trong mười phương, tùy nơi chiếu đến làm lợi ích lớn cho các hữu tình. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta đạt được quả vị giác ngộ cao tột, trong cõi Phật của ta không có tất cả các từ tham dục, sân nhuế, ngu si, vân vân, cũng không nghe có đường ác như địa ngục, bàng sanh, quỷ giới. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta được quả vị giác ngộ cao tột, trong cõi Phật ta tất cả các loài hữu tình đều thành tựu trí tuệ như các cõi Phật khác, mỗi hữu tình khởi lên ý nghĩ bố thí, điều phục, an nhẫn, dũng tấn, tịch tịnh, đế quán, lìa bỏ phóng dật, siêng tu phạm hạnh, đối với loài hữu tình từ bi hỷ xả, không gây đau khổ cho nhau, thật là tốt đẹp.
Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy lúc nào ta chứng được quả vị giác ngộ cao tột, trong cõi Phật ta, các loại hữu tình thành tựu các loại công đức thù thắng, trong các cõi Phật khác, chư Phật và Bồ Tát cũng đều khen ngợi. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta chứng quả vị giác ngộ cao tột, việc hóa độ đã xong, sau khi nhập Niết Bàn, chánh pháp không có thời kỳ diệt tận, thường vì hữu tình, làm điều lợi ích, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta chứng được quả vị giác ngộ cao tột, các loài hữu tình trong vô số thế giới, ở mười phương, ai nghe tên ta nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát muốn được vô lượng vô số công đức không thể nghĩ bàn này, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 3.